Xin chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là bệnh đại tràng co thắt, bệnh đại tràng chức năng là những rối loạn chức năng đường tiêu hóa mãn tính với những biểu hiện như là đau bụng này, đi ngoài nhiều lần trong ngày, lúc lỏng lúc nát, khiến cho cơ thể mệt mỏi, chán ăn, sút cân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống. Đây là căn bệnh khá phổ biến trên thế giới với tỷ lệ mắc bệnh là từ 15 đến 20% dân số, chủ yếu ở nhóm tuổi từ 40 đến 60 tuổi. Vì vậy, hội chứng ruột kích thích cần phát hiện sớm, nếu không được điều trị đúng cách dứt điểm dễ dẫn đến tái phát thường xuyên. Vậy hội chứng ruột kích thích có thể chữa được hay không và điều trị như thế nào để ngăn ngừa triệu chứng này quay trở lại? Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình để tìm câu trả lời. Xin giới thiệu chuyên gia Phạm Hưng Cùng. Vâng, xin chào quý vị khán giả và ban biên tập chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện này thì xin mời chuyên gia cũng như là quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Suốt nhiều năm qua, chú Nguyễn Văn Sinh vẫn bền bỉ với nghề lái xe chở hàng. Thời gian dài phải di chuyển nhiều, cùng với tuổi tác đã cao khiến chú Sinh nhận ra sức khỏe của mình có nhiều thay đổi. Đáng nói nhất chính là căn bệnh hội chứng ruột kích thích lâu năm giờ lại tái phát thường xuyên hơn. Bị đại tràng hội chứng ruột kích thích này nó kéo dài có khoảng độ hơn chục năm đấy. Chán, nó mệt mỏi, nó đau, kéo dài. Một mà không ăn uống gì được, mỗi ăn xong thì là nó lại ẩm rẩm, nó đau. Thực tế có ngày phải đi đến 5 lần cũng có. Nếu mà mình ăn đồ lạ vào ấy là cái bụng mình nó sôi lên. Lúc bây giờ người nó gầy này, xong rồi mắt mình thì mờ đi vì mình không ngủ được nhé. Dù đã đi thăm khám, kê đơn điều trị bằng thuốc Tây, nhưng tình trạng vẫn không có chuyển biến tích cực. Một năm nội soi 2 lần, nó cũng chẳng khỏi được. Trong cái bụng mình cảm tưởng nó cái đường ruột mình nó hỏng hết rồi đấy. Cũng chẳng thiết cái gì nữa, nhưng mà vì công ăn việc làm này, vì cuộc sống cho nên cứ cố đi làm. Vậy có giải pháp nào để giúp chú có thể phòng và điều trị hiệu quả căn bệnh lâu năm này? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với chú Sinh, gặp gỡ với chuyên gia của chương trình để tìm hiểu chi tiết. Thưa chuyên gia, chú Sinh trong phóng sự vừa rồi mắc phải hội chứng ruột kích thích đã lâu năm. Dù có điều trị bằng thuốc nhưng mà tình trạng đau bụng, đi ngoài nhiều lần sau khi ăn, phần lúc lỏng, lúc nát vẫn không được cải thiện. Vậy nguyên nhân nào khiến cho hội chứng ruột kích thích kéo dài, dai dẳng như vậy ạ? Vâng, qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là sở dĩ và những người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt bị dai dẳng rồi tái đi tái lại nhiều lần thì thường có cả cái nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất này, là trong quá trình điều trị thì chúng ta thường là chỉ chú trọng tới cái điều trị triệu chứng. Tức là ví dụ như là táo bón thì ta cho thuốc nhuận tràng, rồi nếu như mà có tiêu chảy thì ta lại dùng thuốc chống tiêu chảy. Thì nguyên nhân thứ hai là thường là chúng ta là cũng chưa quán xuyến hết được cả cái yếu tố nguy cơ gây bệnh. Ví dụ như là căng thẳng về thần kinh, ví dụ như là vấn đề ăn uống, cái chất lượng thực phẩm, chất lượng của thức ăn, cách chế biến mình không kiểm soát được. Ngoài ra thì có thể mình sử dụng một số cái loại thuốc ở những cái người mà bị bệnh lý nền cũng có thể nó ảnh hưởng tới cái hệ sinh thái của đường ruột. Vậy hiện nay có phương pháp nào có thể điều trị hội chứng ruột kích thích để hạn chế việc tái phát hay không ạ? Một cái giải pháp hiện nay để mà giải quyết cái hội chứng ruột kích thích là người ta kết hợp và cái y học cổ truyền và y học hiện đại, các cái thảo dược mà rất là quen thuộc từ xa xưa cha ông ta đã sử dụng, cụ thể như là bạch chuột có tác dụng hai chiều tiêu chảy thì nó làm cho bóp của đại tràng chậm lại, trạng thái là táo bón thì làm cho cái nhu động của đại tràng mạnh hơn, bạch thược thì nó có tác dụng điều hòa lại cái nhu động của đại tràng, còn bạch linh hay là bạch phục linh ấy, thì nó có tác dụng là làm giảm đầy hơi, đầy bụng, trướng bụng và kích thích kỳ tiêu hóa. Đặc biệt hoàng bá có tác dụng kháng khuẩn, giúp cho những cái trường hợp viêm đại tràng mà lại có tổn thương cũng như viêm đại tràng có thắt hồi phục lại nó nhanh hơn. Ngoài cái các cái thảo dược thì các nhà khoa học còn biết ứng dụng các cái thành tựu của khoa học hiện đại phối hợp vào đây. Tôi nói ví dụ như 5-HTP, nó giúp cân bằng được hai cái quá trình hưng phấn và ức chế và từ đấy điều chỉnh cái nhu động của đại tràng trở về cái trạng thái sinh lý bình thường.
đấy. Rồi còn một chất khác đấy là immun gamma, thì nó có tác dụng là làm tăng cái miễn dịch, tăng cái sức khỏe hệ thống tiêu hóa và cải thiện môi trường sinh thái ở trong đại tràng ta. Và ở đây tôi xin lưu ý cái là cái giải pháp 6 trong 1 này đã được Đại học Y Hà Nội nghiên cứu lâm sàng và có kết quả rất là tốt, giúp tái tạo được cái niêm mạc đại tràng, giúp tăng cường sức khỏe của đại tràng và tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giúp cho ổn định thần kinh. Thì đây là một cái giải pháp bền vững và phòng ngừa được tái phát. Đồng thời chúng ta có một cái kế hoạch làm việc ngủ nghỉ rất là khoa học, ăn đủ các nhóm chất. Rồi chúng ta cũng nên bố trí một tuần ít nhất là 3 buổi có một cái vận động. Đấy, thì chúng ta áp dụng một loạt các cái biện pháp như vậy thì kết quả tôi nghĩ rất là khả quan và bền vững. Trang Phục Linh Plus, giải pháp kết hợp Đông Tây Y với thành phần 5-HTP, Immun Gamma và các thảo dược tự nhiên, bạch chuột, bạch thược, hoàng bá, bạch phục linh đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, hạn chế tình trạng tái phát. Rất nhiều người đã sử dụng và cho hiệu quả tốt. Đặc biệt trong hôm nay, xin dành tặng 30 hộp Trang Phục Linh Plus cho 30 khách hàng mới. Để được nhận quà và tư vấn bệnh đại tràng, hãy gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 1506, số lượng có hạn, hãy gọi ngay 1800 1506. Gặp lại chú sinh trải qua một quá trình kiên trì điều trị, phương pháp từ thảo dược thiên nhiên kết hợp với ăn uống khoa học đã giúp chú cải thiện rõ rệt các triệu chứng hội chứng ruột kích thích. Sức khỏe của chú rất là tốt, thực sự là mừng. Chú bây giờ ăn hải sản, chú ăn cá nấu riêu này, rồi ăn con hầu, con hà đấy, không bị đau nữa. Bây giờ là chú thoải mái, vừa là tư tưởng này, vừa là sức khỏe tốt. Cái độ cân của chú là lên được khoảng 2 cân. Xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ vừa rồi ạ. Và thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến căn bệnh hội chứng ruột kích thích, vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 1506 để được tư vấn. Sẽ có 30 phần quà may mắn dành cho 30 vị khán giả gọi điện sớm nhất về chương trình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của Mỗi Ngày Một Niềm Vui. Trang Phục Linh Plus, giải pháp kết hợp Đông Tây Y với thành phần 5-HTP, Immun Gamma và các thảo dược tự nhiên, bạch chuột, bạch thược, hoàng bá, bạch phục linh đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, hạn chế tình trạng tái phát. Rất nhiều người đã sử dụng và cho hiệu quả tốt. Đặc biệt trong hôm nay, xin dành tặng 30 hộp Trang Phục Linh Plus cho 30 khách hàng mới. Để được nhận quà và tư vấn bệnh đại tràng, hãy gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 1506, số lượng có hạn, hãy gọi ngay 1800 1506.